Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào hai khung giờ phát sóng truyện quen thuộc, 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Buổi tối ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Trương Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài xã hội có rất là nhiều nghề nghiệp đáng được tôn vinh và trân trọng. Nhưng mà có một nghề mà khiến chúng ta phải dây dứt, đau lòng và có thể là kinh bỉ khi nhắc đến nó, đó chính là nghề bán hoa và cô gái tên là Cẩm Vân trong câu chuyện này đã tìm mọi cách để không phải làm cái nghề này nữa, nhưng hoàn cảnh cứ tiếp tục xô đẩy cô phải làm cái nghề mạt hạng của xã hội. Vậy thì cuộc sống của Vân sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tập 1 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị và ngay bây giờ thì tạm an không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 1 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trên cuộc đời này, liệu có thứ gọi là tội ác hoàn hảo hay không? Một cô gái ngồi trên chiếc ghế xoay, mắt nhìn chăm chú về phía cửa kính Bên ngoài kia ánh đèn đường phố lung linh huyền ảo, nhưng mà trong lòng của cô tâm tối vô cùng. Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi như dục dã cô nghe máy. Cô nhìn nó rồi lại nhìn nó, ánh mắt lúc này có vẻ hơi bất cần, sau cùng vẫn lựa chọn nghe máy. Alo, chào con gái, con ăn cơm chưa? Dạo này con thế nào? Ông muốn gì? Ông nói luôn đi, đừng có vòng vo hỏi thăm. Ơ kìa, Bố chỉ muốn hỏi thăm tình hình của con gái thôi mà. Lần này ông muốn bao nhiêu tiền? Bố chưa bao giờ muốn xin tiền con. Chỉ là dạo này kinh tế khó khăn, mùa màng bị mất. Cho nên người ta trồng lúa bị mất mùa màng, ảnh hưởng gì tới ông? Từ trước tới giờ, ông trồng được cây lúa nào chưa? Tại sao con cứ cả khịa bố như vậy làm cái gì chứ? Dù sao chúng ta cùng là máu mủ ruột thịt, coi như thế nào cũng đâu bỏ được nhau thế mà nhiều lúc tôi ước tôi có thể nhẫn tâm bỏ rơi ông đấy con có thể bỏ rơi bố thế nhưng mẹ của con em của con thì sao em con nó cần tiền để chữa bệnh ông đừng nhắc tới họ với tôi tiền thuốc của nó tôi gửi riêng rồi ông vẫn còn mặt dày gọi điện cho tôi đòi tiền sao sự tồn tại của họ chẳng phải lý do con trở về hay sao nếu như con không đưa tiền cho bố làm sao bố có công sức để mà chăm sóc cho nó. Hay là thôi, không chữa trị cho nó, vì nhà mình làm gì có điều kiện, đúng không con gái? Ông lại bắt đầu dở giọng với tôi. Ông có còn là con người hay không? Thằng bé là con ruột của ông cơ mà. Bố rất muốn tử tế với con, rất muốn là một người bố tốt. Nhưng mà con cứ nói chuyện với bố kiểu này, bố không nhịn được đâu. Con một chút mất kiểm soát, cô gái lúc này hét toáng lên nếu ông không suốt ngày rượu trẻ be bé bét nếu như ông không đánh đập mẹ tôi không bắt em tôi phải đi làm trong khi nó đang bệnh tật thì tôi chắc chắn tôi tôn trọng ông còn đằng này thì sao chỉ vì ông thôi mà cuộc đời của tôi cuộc đời của em tôi cô gái nghiến chặt răng ngăn không cho nước mắt chảy xuống không tiếp tục gào thét nữa bởi vì cô biết nếu như cô làm như vậy ông ta chắc chắn sẽ chúc tất cả mọi sự tức giận lên người của mẹ cô sau cùng người thiệt thòi, chính là bà ấy và đứa em mà cô thương, rất thương. Thôi được rồi, ông cần bao nhiêu? Tôi gửi cho ông. Sao không tiếp tục chửi đi con gái? Tôi mệt rồi. Ngoan, như vậy là tốt. Thế thì ngay ngày mai gửi cho bố 10 triệu. Ông nghĩ tôi đi làm có nhiều tiền như vậy sao? Mấy tháng trước tôi gửi cho ông 15 triệu rồi cơ mà. Cả tháng mới gửi có mấy đồng bạc mà cứ kể lề nhỉ. Chắc tự nhiên là con lớn lên được đấy con gái. Cô cài đắng nắm chặt bàn tay. Một người đàn ông trong vài phút sung sướng, không may tạo ra cô, chứ tử tế gì. Người mang nặng đẻ đau ra cô là mẹ cô, người chắt chiêu từng đồng nuôi cô lớn là mẹ cô. Cô trách ông ta một, thì trách mẹ mình mười. Sống cuộc sống khổ sở như vậy, nhưng luôn cố gắng bám lấy chân ông ta như một kẻ hèn cuối cùng lôi cô và đứa em tội nghiệp xuống vũng bùn lầy mà cô không thể nào bỏ được mười triệu thì mười triệu tôi gửi cho ông chỉ cần ông đối xử tốt với mẹ và em tôi ông làm được chứ <laughs> đúng là một đứa con có hiếu ông bỏ ngay cái điệu cười đó đi con gái cứ yên tâm bố chắc chắn chăm sóc tốt cho vợ bố và cả con trai của bố vậy nên con không cần phải lo lắng gì cứ yên tâm đi làm kiếm tiền nhé cô không thể nào nghe thêm một câu nào từ ông ta nữa rất nhanh cô tắt máy cô gái tội nghiệp ấy tên là Cẩm vân cái tên cũng hay ho lắm thế mà cuộc đời của cô lại chẳng xa gì này Cẩm vân làm cái gì mà suy tư thế từ bên ngoài có một cô gái bước vào trên người cô ta là mùi nước hoa đắt tiền quần áo vô cùng xinh đẹp có điều hở bạo lắm. Cô gái ấy vứt túi sách xuống giường, rồi bắt chéo chân, nhìn về phía của Vân. Có chuyện gì buồn đúng không? Kể cho chị nghe xem nào, chị giúp mày giải quyết. Ông già vừa gọi cho em. Lại xin tiền à? Nghĩ mày sản xuất được ra tiền à? Có đôi lúc em ước gì em không phải là con của ông ta. Xin chúc mừng mày điều ước của mày không bao giờ trở thành hiện thực. Cho dù mày có muốn hay không, ấy, thì trong người của mày lúc nào cũng chảy dòng máu của ông ta. Dòng máu của kẻ đê hèn bẩn tiện. Tao xin lỗi nhá, bởi vì tao xúc phạm người sinh ra mày, nhưng mà tao cảm thấy vô cùng ức chế. Mỗi khi nghe mày nhắc tới lão ta. Thôi được rồi. Dù muốn dù không, thì tiền tao phải gửi về. Không làm khác được. Đi tour vài hôm, chắc là có thôi, Mày có mối à? Mối thì nhiều. Quan trọng là mày có muốn đi hay không? Mày nghĩ là tao có muốn đi không chứ? Ai, cuộc đời của tao có còn cái con mẹ gì đâu mà mất. Đến khi nào chị em mình mới có cơ hội rửa tay gác kiếm nhỉ? Bỏ qua chuyện đấy đi. Tao không nghĩ tới. Trên cuộc đời này nếu có công việc trong sạch mà kiếm được nhiều tiền thì lại không đến lượt tao. Thôi thì cứ làm công việc dưới đáy xã hội này có tiền chữa bệnh cho em tao là tốt. Có tiền đưa cho ông ta. Để ông ta đừng có đầy đọa mẹ tao nữa. Thời buổi bây giờ làm gì có ai như mẹ mày chứ. Khổ quá thì ly hôn mẹ nó đi. Cứ bấu víu làm cái gì. Nếu như lão ta nuôi mình ấy, thì còn cố mà bám. Đằng này lão ta có biết. Mày làm công việc này không? Làm sao mà biết được? Ừ, đừng để cho lão biết. Lan này, mày lấy chai rượu ra đây chị em mình cùng uống thôi để khi khác hôm nay tao với mày còn phải đi làm bây giờ mà uống say làm sao mà tiếp khách được có đôi lúc muốn làm thứ gì đó điên rồ nhưng đành phải kiềm chế tiền bạc và công việc mới là thứ quan trọng cảm xúc chỉ là biên lề thôi ở bên ngoài kia họ luôn luôn khinh rẻ cái nghề bán hoa này tất nhiên họ khinh rẻ là đúng và không có bất cứ lý do gì có thể bao biện cho dù là vì hoàn cảnh nào Vậy nên một khi bước chân vào đây, thì cho dù là thứ gì đi chăng nữa, đành phải chịu đựng. Mày không đi make up đi, nhìn mặt bơ phờ nhợt nhạt, rồi thằng nào nó thèm ngó mày. Tao chả muốn, hôm nay cứ để thế này đi. Tao mệt quá, tao chả muốn làm gì cả. Thôi, tao kệ mày đấy. Dù sao, vai ác thì đóng rồi, phải xấu mới đóng được vai ác chứ. Cái con điên này, hôm nay tâm trạng của mày tệ như thế, có khi nào mày cắn người ta ở đấy không? Không, ai làm thế bao giờ, khách hàng luôn luôn là thượng đế. Vân vào trong phòng thay quần áo, cô và Lan thuê chung một căn chung cư nhỏ, sống với nhau ổn lắm, chưa từng gây lộn với nhau bất cứ lần nào. Lúc Vân đi ra Lan không thể nào không kinh ngạc, dù không trang điểm lại còn ăn mặc giống như là ăn mày. Này, lát nữa ấy mày đừng có nhận là quen biết tao nhìn mày không khác gì mấy đứa ăn mày mày đừng có nói thế so sánh như vậy mất giá trị của họ công việc của họ đường đường chính chính còn công việc của tao mày nghĩ thử xem có cái giá trị gì không lan nghe và biết là vân đang rất buồn nên không muốn nói thêm nữa sống cùng với nhau một thời gian dù vân tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì bên trong vẫn là một cô gái yếu đuối vẫn muốn được ai đó che chở. Có điều với những cô gái trong nghề thì chuyện yêu đương là một chuyện gì đó vô cùng xa xỉ. Có kẻ nào lại chấp nhận người yêu của mình là một cô gái bán hoa. Trong khi tiền thì phải kiếm, áp lực đổ lên đầu, mỗi ngày một nhiều. Lan và Vân mỗi người một chiếc xe máy. Địa điểm họ cùng di chuyển đến là một quán ba lớn. Chỉ có đến nơi này họ mới có thể tìm được những con mồi ngon lan bước vào trong trước vân đứng bên ngoài một lúc sau đó mới vào cô là một con điếm không hề yêu nghề thật có lỗi với tổ nghề cô cười nhạt lúc này cô đi vào trong đang đi vào thì đụng phải một người anh ta nhìn cô với ánh mắt vô cùng khó chịu tâm trạng đang không tốt lại gặp phải cảnh này nếu không phải vì món tiền cần phải gửi về quê thì chắc chắn vân cho hắn ta một đạp cô đành phải dĩ hòa vi quý "Cuối đầu xin lỗi." "Xin lỗi anh." Nhưng anh ta không đáp lại cô mà đi thẳng ra ngoài, nhìn theo bóng lưng rộng lớn của anh ta, Vân buông tiếng thở dài. Có lẽ anh ta cũng giống như cô lúc này, tâm trạng đứng sau một vầng mây u tối. Vân đi vào trong, cô ngồi trong một hàng ghế tối, ở nơi này thường là nơi mà không ai để ý. Lan bước tới chỗ cô, kinh ngạc và hỏi, "Ơ?" Ừ, sao mày lại ngồi đây tao tưởng mày đang nhảy nhót trên kia tao hỏi mày tại sao mày ngồi đây cần tiền mà mày lại ngồi đây à nói thật là tao tao không có tâm trạng đồ điên thôi để tao ngồi đây với mày một chút nhé không cần đâu lan hôm nay tao không trang điểm không ăn mặc đẹp đẽ gì mày ngồi cạnh tao mất công ảnh hưởng đấy ảnh hưởng cái con mẹ gì hôm nay không kiếm được tiền thì ngày mai để nó có mốc đâu mà lo kìa ăn nói cho cẩn thận con gái con lứa hôm nay mày còn bày đặt lịch sự làm gì cái nghề này mà lịch sự người ta lại cười cho nghề nào mà không cần lịch sự chứ thôi thôi vân nơi tao xin mày mày đừng đạo lý nữa nghe mà nhức cả đầu hai đứa sau đó cứ ngồi ăn trái cây rồi uống một ly rượu nhẹ bỗng nhiên làn đưa tay chỉ về phía trước nơi mà chỉ cách chỗ cô ngồi có hai hàng ghế thôi này 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 vân vân mày có nhìn thấy người đàn ông kia không người đàn ông mặc bộ quần áo đen kia kìa ừ tao thấy giống như là vừa bị ai đó cướp mất sổ đỏ ấy từ lúc anh ta bước vào đây uống liên tục năm ly rượu mạnh chắc là sắp gục đến nơi thế thì sao ơ hai cái con này thì mày tới đấy dò hỏi đi biết đầu lại kiếm được mùi ngon lúc này vân mới nhìn rõ mặt của anh ta là người mà cô đụng phải trước khi bước vào đây. Tao mà đến có khi anh ta lại nổi tính chó ở trong máu ấy chứ? Sao thế? Sao thế? Khi nãy có đụng nhau ở ngoài cổng rồi, anh ta vô cùng khó chịu, tâm trạng đặc biệt không tốt. Ơ ừ, hay, càng những người như vậy thì lại càng thú vị. Mày không thích, mày để tao. Lan vừa nói xong thì ngay lập tức đứng dậy, nó di chuyển về phía bàn của người đàn ông ấy từ dáng người cho tới dáng đi đều vô cùng hoàn hảo lan thực sự rất đẹp vẻ đẹp ấy khiến cho bao nhiêu người phải tốn tiền phải nhung nhớ em chào anh em có thể ngồi đây với anh được không ạ à? người đàn ông ấy đưa mắt lên nhìn quả nhiên giống như lời vân nói ánh mắt này khó chịu vô cùng tuy vậy lan tiếp tục niềm nở hình như anh có chuyện không vui à anh đến đây giải khuây có phải không em có thể giúp anh ạ không cần sau câu nói này lan không nói gì thêm cô lặng lẽ ngồi uống rượu và quan sát anh ta anh ta khá say mặt đỏ phừng phừng nếu là một người bình thường chắc chắn đã gục từ lâu còn anh ta uống tới bảy tám ly hẳn là người bình thường không phải là một kẻ ngoan ngoãn anh ơi anh định uống tới khi nào lan lại tiếp tục bắt chuyện lần này anh ta nói chuyện với cô trong trạng thái không còn tỉnh táo này đàn bà các người cứ nhìn thấy đàn ông là bâu vào như mấy con đỉa thế à sao các người không có chút lòng tự trọng nào cô ở đây thế chồng cô đâu có phải anh ta đang chờ cô ở nhà không anh ơi là anh sao anh lại nóng với em thế hay là anh mới bị cắm sừng nên tâm trạng của anh không được tốt Bỗng nhiên ly rượu trên tay của anh ta bị anh ta đập mạnh xuống mặt bàn. Âm thanh này quả thực không mấy dễ chịu. Nếu không muốn nói thẳng ra là Lan đã giật mình. Anh ta đưa mắt nhìn Lan. Ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Muốn sống thì tốt nhất câm cái mồm lại. Loại đàn bà các người đều rẻ rách như nhau. Anh đòi hỏi nhân cách từ một người đàn bà bán hoa sao? Thật là nực cười. Sao cơ? <cười> Loại đàn bà chủ động tiếp cận anh ấy. Nếu không phải vì tiền thì anh nghĩ là vì cái gì? Vì cái vẻ mặt cau có của anh sao? Hay là vì bộ đồ bành bao anh đang mặc trên người? Tất cả đều là vì cái vẻ bề ngoài phô trương của anh thôi. Không phải vì thứ gì khác. Anh hiểu chứ? Cô... Chở chẽn. Anh cứ ở đây mà gặm nhấm nỗi đau của mình đi. Tôi ý à, cần tiền thật. Nhưng với loại người như anh ấy, có mời. Tôi không bao giờ tiếp. Ở trong cái quán bà này có biết bao nhiêu người muốn tiếp cận tôi? Anh là cái gì mà tôi phải chịu đựng cảm giác bị khinh thường? Cô nghĩ rằng mình giá trị lắm sao? Bị khinh thường, cô cảm thấy oan ức lắm sao? Oan chứ. Tôi đẹp, nên tôi có quyền được chọn cảm xúc cho mình. Bye bye, đồ bị cắm sừng. Lan lẻ lưỡi đứng dậy, anh ta cũng đứng theo. Lan còn có cảm giác anh ta muốn đánh cô, nhưng không phải anh ta liền ngồi xuống ngay sau đó ít nhất là một tên đàn ông biết kiềm chế cảm xúc nếu như một tay say xỉn nào đó chắc chắn đã cầm chai rượu mà đập thẳng vào đầu của lan cô quay lại chỗ vân ánh đèn cộng thêm âm thanh trong quán khiến cho vân không rõ câu chuyện nào đang diễn ra nhưng mà cô nhìn vẻ mặt không mấy vui của lan là biết có chuyện không vui sao thế không chốt được hợp đồng à cái loại đàn ông như thế không cần ơ ừ, sao thế này nhá hình như hắn ta vừa mới bị cắm sừng thì phải lan vừa cầm ly rượu lên chưa kịp uống thì nhìn thấy người đàn ông ấy đi về phía mình nói thật là có chút lo lắng vì cô vừa mới gây chuyện với hắn anh ta đứng trước mặt lan nhưng mà ánh mắt lại nhìn về phía vân sau đó chỉ tay vào cô cô đi cùng tôi có được không cảm giác này khó có thể dùng từ ngữ nào để nói cho chính xác nó lạ lắm thực sự rất lạ vân không có tâm trạng cô lắc đầu từ chối hôm nay tôi không muốn đi đâu cả nếu như tôi cho cô một số tiền lớn cô có đổi ý không lan đẩy tay vào người của vân ghé sát vào tai cô thì thầm to nhỏ kìa đi đi cơ hội tốt đấy đúng là chị em cây khế mới khi nãy còn nói là không thèm người đàn ông như thế này Vậy mà bây giờ nỡ lòng nào Xúi dục bạn đi Vân không vòng vo Nên hỏi trực tiếp giá Anh có thể cho tôi được bao nhiêu tiền chứ Đủ để cô cảm thấy thỏa mãn Vậy thì được Vân nhìn thấy anh ta cười Nụ cười này bỗng nhiên khiến cô cảm thấy lo lắng Có một chút cảm giác mất an toàn Vân theo anh ta ra bên ngoài Rồi tiến về bãi đậu xe Anh ta dừng lại trước một chiếc xe sang trọng Cô lên xe đi. Anh ta thậm chí còn chẳng thèm tỏ ra là một người đàn ông lịch sự mở cửa xe cho Vân. Tất nhiên là Vân chẳng quan trọng điều đó, bởi vì cô quá quen thuộc với những điều này. Cô co chân co tay nên tự mình mở cửa lên xe. Vào trong xe nhưng anh ta không lái xe chạy đi, mà ngồi yên vị nhìn thẳng về phía trước. Anh ta không nói chuyện gì, Vân cũng im lặng. Cứ như vậy phải tầm 5 phút trôi qua. Lúc này anh ta mới khởi động xe và hỏi cô. Cô muốn đi đâu? Anh là người bỏ tiền ra. Anh muốn đi đâu? Tôi muốn về nhà. Câu nói này nghe sao nó buồn, nó thảm thế. Dường như về nhà là một điều gì đó vô cùng xa xỉ với anh ta vào lúc này. Tay anh ta nắm chặt vô lăng, anh ta điều khiển xe chạy như bay trên đường. Vân sợ hãi bám vào vai của anh ta. Anh đi chậm thôi, anh muốn chết à? nếu có thể. Không có gì đáng sợ hơn là việc phải đi chung xe với một tin bất cần, tiền còn chưa cầm được mà phải treo ngược mạng sống của mình bằng một sợi tóc thế này. Cái số phận làm sao mà éo le đến như vậy chứ? Vận không biết phải làm gì, chỉ có thể bám chặt vào anh ta rồi nhắm mắt, ngồi trên xe ô tô mà có cảm giác như đang ngồi trên xe chở quan tài. Bỗng nhiên anh ta đi chậm lại, phải nói là vận tốc rất chậm. Vân lúc này cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cô gục đầu vào ghế. Cô phải giữ nguyên trạng thái như vậy một lúc mới có thể ổn định, không kiềm được mà hét toáng. Anh bị điên sao? Anh muốn chết thì chết một mình thôi chứ. Tôi còn mẹ già em gái phải lo, tôi không rảnh mà chết cùng với anh. Anh ta không nói gì, cũng chẳng nhìn Vân. Anh ta vẫn tập trung lái xe, vẫn là tốc độ chậm đến mức đáng ghét. Anh ta thật biết cách khiến cho con người ta bước xúc. Nhanh thì rất là nhanh, chậm thì lại rất chậm, không khác gì một con rùa đang bò ngoài đường. Anh ta nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, có đôi lúc anh ta chống tay lên cầm, giống như đang thưởng thức cảnh vật xung quanh. Dù anh ta định lái xe như thế này đến hết cả đêm hay sao? Bây giờ mà gặp công an giao thông thì chắc chắn cái xe này của anh ta vào đồn, còn bằng lái của anh ta là bị treo ngược. Bởi vì anh ta say lắm rồi. Phía trước là một nhà nghỉ, Nhìn nó không được đẹp đẽ gì cho lắm, nhưng ít ra nó còn an toàn hơn là ngồi trên chiếc xe này lượn lờ quanh phố. Vân liền đề nghị với anh ta. "Chúng ta vào trong đó đi." Anh ta không nói gì, chỉ điều khiển xe rẽ vào đó, xe dừng lại, anh ta bước xuống xe và đi thẳng về phía quầy lễ tân, sau đó anh ta cũng tự mình lên phòng, đến cả một cái nhìn dành cho Vân cũng hoàn toàn không có. Những kẻ đi ăn ở ngoài đường thường là những kẻ khao khát vẻ mới lạ. Bọn họ không bao giờ có chuyện đi một mình, lúc nào cũng phải quấn quýt lấy con hàng mà mình vừa chốt được. Nhưng anh ta thì không. Anh ta dừng dưng đến mức bất thường. Lên một căn phòng trên tầng 3, anh ta không đi thang máy mà đi thang bộ khiến cho Vân phải chạy mới đuổi kịp những bước chân xài dài của anh ta. Vào tới trong phòng anh lập tức đi tắm, sau đó Vân nghe thấy âm thanh của một lít nhạc. Đó là một chuỗi nhạc, những bài thất tình. Có lẽ đúng như Lan từng nói với cô, anh ta mới bị cắm rừng. Vậy nên anh ta mới quyết tâm tới quán bar để tìm một người đàn bà. Là anh ta đang có suy nghĩ, muốn cắm sừng, gấp đôi người phụ nữ của mình sao? Nếu thực sự như vậy anh ta đúng là một đứa trẻ đáng thương trong hình hài của một thằng đàn ông thành đạt. Khoảng tầm 15 phút sau anh ta bước ra ngoài, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Ngồi lên giường, Vân là người tiếp theo bước vào trong nhà tắm. Dù là ở bên trong nhưng cô nghe rất rõ tiếng nói chuyện điện thoại của anh. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà lại khiến anh ta bực tức đến như vậy. Tôi nói cho cô biết, nếu như sau đêm này cô không biến ra khỏi ngôi nhà của tôi thì cô đừng có trách. Đừng có nhắc còn với tôi. Loại đàn bà rẻ tiền, đê tiện cô im lặng nếu muốn thì ngay ngày mai tôi đưa cô về nhà cô gặp bố mẹ cô để nói chuyện với họ để họ biết con gái họ đã làm những gì những tiếng cau gắt cứ như vậy vang lên một lát sau đó mọi thứ trở nên im bặt cuộc đời này không phải lúc nào cũng suôn sẻ mỗi người mỗi số phận mỗi hoàn cảnh khác nhau không có một người nào giống như người nào chỉ chung một địa điểm là họ có gương mặt cau có gần như nhau vân tắm rất nhanh cô bước ra ngoài chỉ với một chiếc khăn tắm anh ta ngước mắt lên nhìn cô một cái sau đó lại thôi tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại có vẻ như hơi mất thời gian rốt cuộc là anh ta muốn làm cái gì gọi vân tới nơi này chỉ để nhìn anh ta cùng với cái điện thoại của anh ta thôi sao vân không vội vàng hỏi cô lấy điện thoại ra nghịch ngợm một chút so với việc phải căng thẳng với anh ta thì lướt lướt vài video giá trị cũng không quá tệ bỗng nhiên anh ta lấy từ trong túi ra một sấp tiền và ném xuống giường cô cầm lấy tiền đi anh làm như thế này là không tôn trọng tôi rồi <laughs> cái gì nghề nào cũng có quy định riêng của nghề đấy chưa làm gì mà nhận tiền thế này không phải là thói quen của tôi cái loại nghề như cô mà cũng có quy tắc không phải chỉ cần tiền thôi sao đó là một loại quy tắc đầu tiên là phải có tiền hôm nay tâm trạng của tôi không tốt tôi không có hứng thú vậy anh dẫn tôi tới đây làm gì làm gì á cô hỏi tôi câu này đến tôi còn không biết thôi tôi mệt rồi tôi chỉ muốn ngủ thôi nhìn cái dáng vẻ của anh ta lúc này khuôn mặt đỏ rực thực sự khiến cho vân phải có thêm một suy nghĩ khác anh ta kéo chăn đắp lên người sau đó đi ngủ mà kệ vân muốn làm gì thì làm kể cả bây giờ vân có bước ra khỏi phòng cùng với số tiền mà anh ta vừa ném thì anh ta cũng chẳng làm được gì cô nhưng mà vân nói rồi đấy làm cái gì phải có nguyên tắc của nó bây giờ anh ta đang say anh ta không muốn nhưng sau khi anh ta tỉnh dậy thì sao lúc đấy anh ta lại coi vân là đồ lừa đảo không có trách nhiệm với công việc có khi lại tìm đến nơi để đòi tiền thì mất công cô. Suy nghĩ một hồi Vân lại quyết định nằm xuống ngủ đến ngày mai chờ anh ta tỉnh dậy. Suốt cả đêm hôm ấy Vân không thể nào ngủ được vì tiếng chuông điện thoại, không biết anh ta cố tình hay vô ý mà lại có thể ngủ ngon lành như thế. Vân lại không biết mật khẩu không thể nào tắt điện thoại đi được, quá mệt mỏi với cuộc giao dịch này. Từ lúc cô đi vào ngã rẽ, từng gặp rất nhiều trường hợp nhưng không có trường hợp nào giống như anh ta kiểu như bị tổn thương không biết làm gì, liền nghĩ tới chuyện làm tổn thương người đó. Nhưng lại không làm được, đáng thương vô cùng. Năm giờ sáng, Vân ngồi quay mặt ra hướng cửa kính. Cô rất thích nhìn về phía khoảng không rộng lớn. Khi ấy, cô có thể cảm giác mình đang được tự do. Người đàn ông ấy bắt đầu cựa người, sau đó ngồi dậy. Sao cô dậy sớm thế? Tôi có ngủ được đâu. Cô chờ tôi đi à? Ừ. Bây giờ tôi phải tới công ty, cô tự bắt xe về nhé. Nhưng nhưng sao? Không phải hôm qua tôi đưa tiền cho cô rồi mà? Vậy là cuộc giao dịch kết thúc tại đây à? Cho dù tôi và anh chưa làm chuyện đó, mà tôi vẫn nhận được số tiền mà anh đưa cho tôi sao? <laughs> Đúng vậy. Nói xong anh ta rời khỏi giường di chuyển về phía nhà tắm. Chỉ vài phút sau, anh ta quần áo chỉnh tề bước ra ngoài sau này cho dù có gặp lại cũng đừng tỏ ra quen biết tôi tôi đâu cần phải tỏ ra quen biết anh làm gì cho mệt chứ vậy thì tạm biệt anh nhé không hẹn ngày gặp lại đến cái tên còn chẳng muốn hỏi han nói gì đến chuyện muốn nhớ mặt sợ sau này va phải nhau trên đường cũng chẳng biết đã từng gặp nhau ở đâu có phải vị khách đầu tiên đâu mà bảo ấn tượng anh ta bước ra ngoài trước vân ở lại mãi sau mới đi Cô để phòng người khác nhìn thấy cô đi cùng với một người đàn ông. Dù sao đó là một trong những quy tắc mà cô đặt ra. Sau khi giao dịch kết thúc, không thể nào phiền hà đến nhau. Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời. Cầm số tiền trong tay Vân cảm thấy đầu óc mình thư thái. Người đàn ông ấy định đi làm luôn, nhưng nghĩ tới đứa con nhỏ ở nhà, anh ta lại mùi lòng, quyết định lái xe chuyển hướng vừa về tới nhà anh ta bắt gặp ánh mắt hậm hực của vợ người đàn bà mà đến cả trong suy nghĩ anh ta còn cảm thấy cay cú anh ta đi quá nhưng không hề biết đến sự tồn tại của vợ có điều cô ta không để yên chặn anh ta lại anh đứng lại cho tôi đêm hôm qua anh đi đâu tại sao tôi gọi cho anh cả đêm anh không nghe máy ở đâu thì liên quan gì đến cô không liên quan đến tôi nhưng liên quan đến con của anh còn anh bị sốt cả đêm thế mà anh không nghe máy nghe thấy con bị ốm tâm can người đàn ông ấy lập tức trở nên rối bời thằng bé thế nào rồi nó đỡ sốt chưa bây giờ anh mới biết quan tâm đến con của anh sao thế tại sao lúc vui vẻ bên con đàn bà khác anh không nghĩ tới con cô im mồm ngay cho dù tôi có đi cùng với người đàn bà nào khác cũng không đến lượt cô xen vào cô nghĩ rằng cô còn đủ tư cách để mà lên tiếng trách móc tôi sao anh ta không muốn nói chuyện với vợ mình nữa, mà bước về phòng để xem con thế nào. Cô ta vẫn cố chấp chạy theo và kéo cánh tay của anh lại. Anh Thành, anh đứng lại ngay. Rốt cuộc nó là đứa nào? Cô ta là ai? Tại sao có thể khiến anh say đắm? Quên cả lối về với em chứ? Cô ta cứ như một người bị điên, lên cơn dài, tay kéo còn miệng thì cắn, đến mức tay áo của Thành còn bị rách mấy chỗ anh ta không chịu được nữa đầy cô ta một cái thật mạnh khiến cô ta ngã xoài ra đất lúc này tiếng đứa trẻ khóc thất thanh khiến cho thành giật mình anh quay đầu lại đứa trẻ tay bám chặt vào cửa nhìn bố mẹ đầy sợ hãi thành vội vàng chạy tới ôm lấy con vào lòng bố xin lỗi bố xin lỗi bố sai rồi bố không nên để con phải nhìn thấy cảnh này thằng bé vẫn khóc rất lớn nó ôm lấy cánh tay của thành có phải bố, bố bỏ mẹ con con, đi với người khác không ạ? À? Sao con lại hỏi thế? Hôm qua mẹ nói với con bố không về, là bởi vì bố đi với người khác. Bố ơi, bố đừng bỏ mẹ con, bố đừng bỏ con. Một đứa trẻ giống như một tờ giấy trắng, nhưng lại bị mẹ nó tô lên những dòng mực đen. Một người mẹ tại sao có thể nhẫn tâm với con của mình như vậy? Rõ ràng cô ta là người đi ngoại tình bị thành phát hiện, rõ ràng cô ta đâm sau lưng của anh một phát trí mạng nhưng trước mặt con cô ta lại tỏ ra mình là một người đáng thương một người bị bỏ rơi có đứa trẻ nào mà lại không tin tưởng mẹ mình đâu cơ chứ đối với chúng cha mẹ là cả thế giới bây giờ tất cả mọi thứ mà chúng có thể tin tưởng tuyệt đối chỉ có cha mẹ thôi thằng bé đưa đôi mắt lòng lành chờ đợi câu trả lời của thành thành rất yêu thương thằng bé nó là tài sản lớn nhất của anh anh không muốn làm tổn thương nó anh gật đầu lúc này cơ mặt của người phụ nữ bắt đầu giãn ra thỏa mãn chỉ cần có đứa con này thì vị trí này còn lâu mới bị lung lay thành đưa tay lên sờ chán thằng bé hoàn toàn không có dấu hiệu bị sốt chả nhẽ người phụ nữ này lại lừa anh sao anh đưa mắt nhìn cô ta như muốn tra hỏi cô ta trả lời như đó là một lẽ hiển nhiên anh nhìn tôi làm cái gì chứ đêm qua thằng bé sốt nhưng mà sáng nay hạ sốt rồi thế chả nhé anh muốn con anh cứ sốt cả đêm à nếu như vậy tôi chẳng đưa nó đi bệnh viện rồi chưa đời nào để nó ở nhà tôi là mẹ của nó tôi phải biết chăm lo cho con chứ hay là anh nghĩ rằng tôi lừa anh sức khỏe của con tôi làm gì có chuyện mà tôi đem ra nói linh ta linh tinh được chứ cô ta nói quá nhiều cho một vấn đề con người cô ta chả có cái gì là thật hết thành sớm nhận ra từ lâu chỉ có điều anh không nghĩ rằng có ngày cô ta lại cùng với người đàn ông khác ở cùng nhau trên giường thành muốn ly hôn với cô ta nhưng lại thương đứa con còn bé anh không muốn nói chịu cảnh mồ côi nhưng nếu ở bên cạnh cô ta anh không thể nào chấp nhận được lòng tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép anh đề kẻ phản bội trong căn phòng của mình tôi muốn nói chuyện riêng với cô cô ta còn chẳng thèm tiếp chuyện anh tỏ vẻ đang bận rộn chơi với đứa con của mình cô ta càng lúc càng quá đáng cô ta biết thành thương con nên bám vào đứa trẻ này để anh không làm gì được thành nói với thằng bé con trai con vào trong phòng chơi một chút bố mẹ có chuyện muốn nói với nhau thằng bé nhìn thành sau đó nhìn mẹ nó có chút ngập ngừng con có chuyện gì muốn nói với bố sao bố mẹ hai người đừng cãi nhau bố đừng đầy mẹ mẹ ngã đau lắm bố ạ à. thành không nói gì con còn quá nhỏ để hiểu những thứ đang xảy ra và anh cũng không muốn con hiểu để làm gì chỉ khiến cho thằng bé ám ảnh tâm lý sau đó thằng bé ngoan ngoãn bước vào trong phòng lúc này chỉ còn mình thành và vợ đêm hôm qua anh đã đi cùng với con phò nào anh ngủ với nó tất cả mấy lần rồi bây giờ cô nuốt lại mấy lời dơ bẩn của cô ngay lập tức anh thì sạch sẽ lắm sao sạch sẽ gì kẻ cho vay lãi chứ cho vay lãi thì sao tôi đã xiết đất xiết nhà hay là cắt tay cắt chân của ai chưa cô mở miệng ra nói chuyện cho đàng hoàng tử tế tôi nói chuyện như vậy đấy thì làm sao một ngày có bao nhiêu tiếng anh ở nhà được bao nhiêu tiếng anh không thỏa mãn được tôi thì tôi đành phải đi ngoại tình thôi tiền kiếm nhiều để làm cái gì anh không phục vụ được cho tôi thì tôi lấy tiền của anh tôi đưa cho thằng khác nó phục vụ tôi cô ta bây giờ nói chuyện vô cùng ngang ngược đến mức thành không thể nào chịu được anh bóp cổ cô ta dồn cô ta về phía tường khiến cho cô ta trợn mắt tôi đi làm cả ngày là vì ai kiếm tiền là vì ai cô sống sung sướng quá rồi nên cô không coi tôi ra gì có phải không Cô ta đưa tay lên gỡ tay Thành ra nhưng không được, chỉ có thể dãy giụa, nói trong yếu ớt. Ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này, Thành chỉ muốn bóp chết cô ta. Cô ta, khiến cô ta biến mất đi mãi mãi. Thế nhưng anh bất chợt bừng tỉnh, vội vàng buông tay khỏi cổ của cô ta. Lúc này cô ta ngã xuống đất ho sạc sụa, mặt mũi tái nhợt. ấy vậy mà cô ta không biết sợ. Anh vừa mới bước đi, cô ta lập tức chửi bới. Anh muốn giết chết tôi chứ gì? Anh đúng là đồ khốn. Cho dù tôi có đi cặp bồ, thì tôi vẫn về cái nhà này. Còn anh, anh đi cặp bồ, anh lại muốn giết chết tôi. Để đi theo nó có phải không? Anh đừng có mà mơ. Tôi mà chết đi, thì anh cũng đi tù. Lúc đấy còn anh đứng đường đứng chợ, anh biết chưa? Nếu cứ tiếp tục nói chuyện với cô ta, thành sợ rằng mình không thể nào kiềm chế được bản thân, có thể anh làm ra những chuyện không thể nào cứu vãn anh chỉ nói với cô ta một câu từ giờ phút này chuyện ai người đấy làm cô đi với ai ngủ với ai tôi không quan tâm đối với tôi cô cũng nên như vậy cô nên nhớ tôi là vì con còn cái loại đàn bà như cô không đáng để tôi phải bận tâm cái gì à nói như vậy là anh muốn ly thân rồi chờ cơ hội để ly hôn chứ gì anh đừng có quên tôi ngoại tình là vì sự vô tâm của anh Đừng bao giờ đổ hết tội lỗi. Lên đầu một mình tôi. Tôi nói thật cho cô biết. Tôi chưa bao giờ gặp một con đàn bà nào trơ chẽn như cô. Kể cả một đứa đàn bà bán hoa còn biết giữ chữ tín. Còn có lòng tự trọng. Còn cô, cô không bằng con chó. Vừa nghe Thành nói như vậy, cô ta nhảy cẫng lên giống như dẫm phải đuôi mình. Anh vừa nói cái gì? Anh dám so sánh tôi với một con phỏ. Anh, anh điên rồi cô nhìn lại mình xem cô có tư cách đến mức nào con đang ở trong phòng tôi không muốn lớn tiếng ảnh hưởng đến nó cô đừng làm những chuyện khiến cho tôi phải mất kiểm soát thành cố gắng nhẫn nhịn đi làm kiếm tiền để nuôi một con đàn bà không chung thủy với mình đó là thứ khiến cho anh cảm thấy cay đắng nhất cô ta cầm tiền của anh nhưng lại đi tiêu cùng với một thằng nào đó miệng nói yêu thương anh nhiều nhiều lắm nhưng rồi sao làm gì có người nào muốn dùng những lời lẽ như vậy Để làm tổn thương người đầu ấp tay gối với mình Là do Nó vượt quá sức chịu đựng của anh Anh không thể nào chấp nhận được Thành bỏ ra bên ngoài Đi làm đến tận tối Anh mới quay trở về nhà Anh ăn cơm bên ngoài Nghĩ còn ngủ nên anh định vào phòng khách ngủ Thì đứa bé chạy ra Ôm theo một con gấu bông Bố ơi, bố Thành Bố về rồi Sao bố không vào phòng bố đi đâu đấy ạ à? à bố cứ tưởng là con ngủ rồi bố có chuyện gì con buồn ngủ lắm bố với mẹ vào trong phòng đọc sách cho con để con đi ngủ ạ à? chuyện này chuyện này không được à bố tất nhiên là được rồi con muốn gì bố đều đáp ứng cho con cô ta lúc này bước ra cười niềm nở nói với thành mình đi thôi anh Đừng để con nó đợi." Thành chán ngán với cái vẻ mặt giả tạo của cô ta. Người ta thường nói ca chuối chết đuối vì con, câu này ở trong trường hợp này thực sự rất đúng. Anh vì thương đứa trẻ nên không muốn làm nó tổn thương. Anh sợ con bơ vơ, nếu như con ở với anh thì không có mẹ. Chỉ biết thở dài ngao ngán. Ba người bước vào trong phòng, thằng bé vui vẻ bởi vì nó biết chuyện gì đang được xảy đến. Nó mới là đứa đáng thương. Bởi vì nó không biết mình trở thành trẻ mồ côi lúc nào khi có một người mẹ như vậy. Một ngày nào đấy khi cô ta tìm được chỗ dựa vững chắc hơn, một ngày nào đó cô ta dứt áo ra đi. Giang Sơn dễ đổi, nhưng bản tính thì không. Một lần cặp bồ thì chắc chắn có thêm nhiều lần nữa. Thành lắc đầu xua đi những suy nghĩ không hay ho. Bây giờ anh chỉ nghĩ vì con thôi. Con anh còn quá bé, anh bắt buộc phải chấp nhận, bắt buộc phải ngậm trái đắng mà nuốt xuống con nằm giữa hai người ngồi hai bên cô ta không đọc sách cho thằng bé nghe mà thù thì với nó mục đích là để cho thành nghe thấy con trai này mẹ hỏi con một chuyện nhá con trả lời cho mẹ biết có được không mẹ hỏi đi mẹ có phải trên đời này tất cả mọi người đều làm sai một việc gì đó không con từng nói dối mẹ lúc đấy mẹ bảo con chưa ngủ thế rồi con cãi mẹ là con ngủ rồi để đánh lừa mẹ. Như vậy là sai phải không mẹ? Thế sau đấy, mẹ có phạt con không? Dạ không ạ, à, mẹ chỉ ôm con vào lòng rồi ru con ngủ thôi. Nghe đến đây Thành không thể nào chấp nhận được. Lẽ nào cô ta muốn nói với Thành là sau khi phát hiện cô ta đi ngoại tình thì Thành phải ôm lấy cô ta. Rồi nói với cô ta là lần sau, em đừng có đi ngoại tình nữa à? Khó thế mà cũng nghĩ ra được, đúng là được cười. Thành lên tiếng cắt ngang câu chuyện. Con ngủ đi, lát bố còn phải làm việc. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, thế nhưng nếu con ngủ rồi thì không có cứ gì để nói chuyện với Thành, nên cô ta tiếp tục nói với thằng bé. Bây giờ đang còn sớm, nói chuyện thêm một chút rồi đi ngủ nhé. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, cô muốn làm ấy, ở đây nói chuyện với con một mình đi. Ơ kìa anh, có con ở đây, sao anh lại xưng hô như thế? nhỡ con nó hiểu lầm tình cảm của vợ chồng mình thì sao thành không muốn nói chuyện với cô ta thêm một câu nào nên dặn dò thằng bé mấy lời sau đó bước ra khỏi phòng sống với cô ta từng ấy năm vậy mà anh không nhận ra rằng cô ta là một con người trơ trẽn trơ trẽn đến mức không thể nào chấp nhận thành đi rồi cô ta gieo rắc vào đầu đứa bé những thứ không cần thiết con phải ngoan con trai của mẹ nếu không bố bỏ rơi con đấy con ngoan mà mẹ ơi sao bố lại bỏ rơi con được bởi vì bây giờ bố không còn yêu mẹ nhiều nữa chắc chắn bố có người khác rồi người khác là người như thế nào à mẹ là một kẻ chen ngang vào hạnh phúc của gia đình người khác con ạ à? người đó thật là đáng ghét con không thích người đó con không thích có đúng không mẹ sẽ chiều theo ý của con cho người đó một bài học nhé Mẹ biết người đó à mẹ? Bây giờ thì mẹ chưa biết Nhưng mà chỉ cần mẹ điều tra Là mẹ biết ngay Cô ta nói xong cười khinh bì Nhìn cô ta lúc này chỉ thấy sự tính toán và giả tạo Thật không thể có từ ngữ nào chuẩn xác Để miêu tả về con người cô ta Nó quá sức tưởng tượng của một con người Lúc này tại nhà của Vân Cô đang ở trong trạng thái mệt mỏi Cả người dã rời không thiết Làm bất cứ chuyện gì lan nhìn thấy vân như vậy liền trêu chọc hôm qua mạnh bạo lắm hay sao mà bây giờ trông có vẻ mệt mỏi thế ừ ừ <laughs> thế được nhiều không đủ để gửi tiền về quê cũng hào phóng nhỉ thế mà lại không chấm tao tao cũng chả biết ơ ừ, cái con này sao mà mày buồn thế tự nhiên tao muốn bỏ nghề cái gì cơ này Mày đừng nói với tao là anh ta giao giảng đạo lý gì khiến cho mày cảm thấy mày muốn hoàn lương nhá. Làm cái nghề bẩn thỉu Cái xã hội này liệu có quay lại được không mày nhỏ? Tất nhiên là quay lại được. Ví dụ bây giờ mày bỏ nghề mày đi làm công nhân tăng ca cả tháng vật vã mày mới được có 10 triệu. Rồi với số tiền đấy mày làm gì? Ở bên ngoài kia có nhiều người số phận còn khổ hơn tao. Nhưng họ lựa chọn công việc sạch sẽ mà. Ừ thì đúng, tất nhiên là mỗi người có một lựa chọn, nhưng mà mày khác với nhiều người đấy. Mày còn có một đứa em nhé, mỗi tháng ít nhất phải có 10 triệu để chữa bệnh, một thằng được gọi là bố nhưng lúc nào cũng mòi tiền mày, rồi còn tiền ăn tiền uống của mẹ mày với cả em mày này. Bản thân mày chắc chắn là uống nước lã qua ngày thì mày vẫn sống, nhưng mà mày nghĩ xem, mới mức lương 10 triệu làm công nhân có đủ để lo cho gia đình mày không? mấy lời nói của lan giống như đầy vân vào bức tường của sự tuyệt vọng vân khóc nức nở hay là hay là tao chết như vậy thì không cần phải suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì nhìn thấy vân như vậy lan lại hơi sợ bình thường vân vô cùng mạnh mẽ cho dù có chuyện gì khó khăn không bao giờ rơi nước mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra khiến cho vân yếu đuối như vậy ôm lấy bờ vai đang run rẩy của vân lan an ủi thôi 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 mày đừng khóc tao xin lỗi tao lại nói ra mấy lời như thế với mày vân lúc này không nói thêm cô cảm thấy rất tuyệt vọng không biết phải sống như thế nào ở những ngày tháng tiếp theo chỉ là một kẻ sống để mua vui cho người khác cầm tiền lo lắng lại cho những người khác cuộc đời của cô nhưng cô lại không thể nào sống theo ý muốn của mình rốt cuộc cô sinh ra để làm cái gì để gánh vác hết những đau khổ này có phải không lan không thể nào cứ ngồi mãi bên cạnh vân lan phải đi làm để lo cho cuộc sống của mình lan đi rồi chỉ còn mình vân ngồi trong góc phòng cô lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm nhìn những bóng đèn sáng phía xa xa đó là thứ duy nhất mà khiến cho cô cảm thấy tự do cô muốn nhìn cô muốn với tới cho cô yếu đuối nốt ngày hôm nay thôi ngày mai rồi mọi thứ sẽ ổn nếu là một kẻ chạm dưới đáy xã hội rồi Thì chẳng thể nào rơi xuống được nữa Có phải vậy không? Vân lấy chai rượu trong tù rồi uống đến mức say mèn Trong cơn say ấy Cô vô thức nhớ tới người đàn ông Không chạm một lần tới cô Nhưng anh ta vẫn trả tiền Cô từng nghĩ rằng anh ta cũng như bao nhiêu người đàn ông khác Chỉ cần bước chân ra khỏi phòng Sẽ không còn nhớ mặt Nhưng không Ngay lúc này đây cô nhớ rõ ràng nét mặt khổ sở trên gương mặt của anh ta ngay lúc này đây cô nhớ anh ta nói rằng anh ta khao khát muốn trở về nhà ngay lúc này đây cô thấy anh ta đáng thương đáng thương giống như mình vậy nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau tôi nói cho anh biết anh đau khổ vì sao vì bị người yêu cắm sừng còn tôi tôi đau khổ vì bản thân mình không đủ tư cách để nói lời yêu ai đó, chúng ta thật là giống nhau. Nửa đêm có người mò mẫm ra ngoài xe của Thành, cô ta lén lút mở hộp đêm để xem hôm nay người ngồi chung xe với Thành là ai. Nhìn thấy rõ ràng nét mặt của Vân, cô ta tức đến mức người run lên bần bật, giống như đang ở giữa mùa đông giá rét. Tay cô ta nắm chặt vào nhau. Anh dám làm chuyện đó ngay vào thời điểm này sao? Anh là người ngoại tình giống như tôi, bẩn thỉu như tôi. Có cái gì hơn tôi mà tỏ vẻ thanh cao chứ? Tôi sẽ cho anh biết. Thế nào là đẹp mặt? Cô ta lưu tất cả mọi thứ vào trong điện thoại rồi chạy lên trên phòng gõ cửa. Lúc này Thành chưa ngủ, nghe thấy tiếng gõ, anh ra ngoài. Nhìn thấy cô ta tâm trạng không vui chút nào. Cô lại có chuyện gì? Con phỏ hôm qua ngồi trên xe anh là con nào? sung sướng quá nhỉ, đưa nhau thẳng đến nhà nghỉ cơ đấy. Chắc là phải năm đến bảy hiệp có đúng không? Cô lại lục lọi cái gì của tôi rồi đúng không? Hộp đen hay là cô cho người điều tra? Anh không cần biết, tôi chỉ hỏi anh, con phò đó là con nào? Thế cô hỏi để làm gì? Sau cái giây phút cô lên giường cùng với thằng khác ấy, thì cô không còn tư cách để mà chất vấn tôi. Nếu như vậy thì tôi đưa tất cả những thứ này cho bạn bè đồng nghiệp của anh, cho gia đình họ hàng của anh xem để rồi xem họ nghĩ gì về một con người lúc nào cũng tỏ ra đĩnh đạc như anh thế cô nghĩ tôi coi trọng người khác nghĩ gì về tôi á chẳng phải cô vẫn luôn nói với tôi là một con người không sạch sẽ gì hay sao chính là một kẻ có thể dùng tất cả mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn còn gì nếu như không phải cô là mẹ của con tôi thì cô không còn sống để há miệng ra nói năng ngông cuồng thế này với tôi đâu Tôi đang cố gắng kiềm chế. Cô nên biết điều. Nếu không... Lúc này tay của Thành nắm chặt cổ của cô ta. Lực không hề nhẹ. Tốt nhất là đừng có làm gì. Loại người như cô chỉ là một con kiến dưới chân của tôi. Bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể khiến cho cô không cử động được. Cô ta bị ngạt thở, mắt cô ta trợn lên. Thành bỏ cô ta ra và khiến cô ta vội vã, ôm lấy cổ của mình ho sặc sụa. Chưa bao giờ cô ta thấy Thành ác độc đến như vậy. Lúc trước cho dù cô ta làm chuyện gì sai, Thành không bao giờ động đến một móng chân mà chỉ nhắc nhở. Nhưng đây là lần thứ hai liên tiếp, Thành bóp cổ cô ta. Cô ta bắt đầu cảm thấy sợ. Lúc này cô ta không vanh váo nữa mà khóc lóc ôm chầm lấy chân của Thành. Chồng ơi chồng, em xin lỗi, em sai rồi. Em biết lỗi của mình, chỉ là lúc đấy em yếu lòng. Anh anh lo công việc, anh không quan tâm em, khiến em cô đơn thôi. Em biết em làm như vậy là em sai rồi. Anh ơi, anh hãy vì tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, vì con còn bé, anh tha thứ cho em lần này đi anh. Cô ta tha thiết như vậy, cô ta khóc lóc thiếu nước muốn trôi cả căn nhà này, nhưng tại sao Thành lại không cảm nhận được một chút chân thành nào của cô ta? Một chút cũng không hề có. Cô đừng có diễn trò tôi quá mệt mỏi với những vai diễn không chọn của cô rồi <laughs> cô không biết là mình diễn rất tệ sao tôi đang còn sống trong căn nhà này cùng với cô tất cả là vì con tốt nhất sau này cô tránh xa tôi ra tránh xa chuyện của tôi nếu như cô muốn được yên thân nghe cho rõ vậy thì em sẽ đưa con đi cô ta lại giống như chạm vào máu điên trong người ánh mắt lúc này không còn muốn giữ bình tĩnh anh đừng nhìn em như thế làm gì hay là anh muốn đánh em anh nói đi đánh á tôi còn có thể giết chết cô kia kìa đánh là còn nhẹ từng lời nói như gió rít thành yến chặt răng tay anh nắm thành quyền cô ta thấy thành như vậy vội vàng mở cửa và chạy ra ngoài trước khi biến mất cô ta còn cố nói thêm vài câu nếu như anh ép em vào con đường cùng em sẽ chết cùng với con anh cứ tự mình mà suy nghĩ đi cô ta đóng sầm cánh cửa lại thành chạy theo cô ta nhưng cô ta nhanh chóng khóa trái cửa cho dù thành có đập cửa cỡ nào cô ta cũng không mở anh bất lực ngồi xuống dưới đất con của anh đứa con trai bé bỏng tội nghiệp của anh tại sao lại được sinh ra bởi một người mẹ khốn nạn như vậy anh không đối xử tệ với cô ta chưa từng để cô ta thiếu thốn chưa từng để cô ta phải cúi đầu xấu hổ trước bạn bè Cuối cùng thì sao chứ? Trong thầm tâm của anh đang gào thét. Anh sợ cô ta làm điều gì đó khiến cho con trai của anh bị tổn thương. Lúc này anh lấy điện thoại, gửi cho cô ta một tin nhắn. Cô ra bên ngoài gặp tôi, chúng ta nói chuyện rõ ràng. Nếu không ra sau này, cô đừng có hối hận. Nhưng anh phải hứa, anh không được làm gì tôi. Được. Cánh cửa mở ra, cô ta không dám đứng gần thành vì bị ánh mắt của anh đang còn mờ đục. Anh có thể cất cái ánh mắt đó đi được không? Ánh mắt đó nên dành để nhìn con nợ, chứ không phải là nhìn vợ nhìn con. Tôi hỏi cô, khi nãy cô nói gì với tôi? Ừ, khi nãy là khi nào chứ? Tôi chả nhớ gì cả. Nếu như cô dám động tới con của tôi, nếu như có ngày đó tôi sẽ chết cùng với con. Anh đe dọa tôi cái gì? Vậy thì bố mẹ của cô, anh chị em của cô. Thân tôi, tôi còn trả thiết, thì tôi, tôi nghĩ đến họ làm gì? <laughs> bố mẹ cô mà nghe được câu này, chắc là họ mát ruột mát gan lắm đây. Nói chung là anh không cần phải dọa tôi. Tôi tiếc mạng sống lắm, tôi cũng chẳng động đến con đâu. Có điều, anh phải sống tử tế với tôi một chút. Dù sao, tôi cũng phạm sai lầm và tôi xin lỗi rồi là đàn ông anh phải sống thoáng lên một chút chứ anh tha thứ cho tôi đi có được không vừa nói cô ta vừa nắm lấy bàn tay của thành nhỡ đâu thành nổi giận thì cô ta còn có thể chạy vào trong vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ tách con ra khỏi cô cô ta vội vàng chạy tới quỳ xuống ôm lấy chân của thành em sợ anh bỏ em em nói thế thôi em không có ý muốn hại con anh thành anh đừng chia rẽ mẹ con em. Cô có thể làm ơn sống và cư xử cho ra hồn một con người được không? Tôi đã quá mệt mỏi với cô. Cô làm ơn đừng để phần con trong tôi lấn át phần người. Coi như là tôi cầu xin cô. Bất lực chính là trạng thái trong thành lúc này. Anh muốn cô ta biến mất khỏi cuộc đời mình, muốn cuộc sống của mình lại quay trở lại như ngày xưa. Muốn nhiều thứ, nhưng thật đáng tiếc con ngủ say rồi không yên tâm để con ngủ với cô ta anh vội vàng bế con sang phòng của mình đêm nay con trai ngủ cùng với tôi cô đừng có mở miệng ra nói thêm bất cứ lời nào tôi có giới hạn của riêng mình cô ta lúc này không nói được gì nữa im lặng để thành bế con đi đến gần sáng thằng bé bật dậy nói rằng khát nước trong phòng không có sẵn nước thành đi ra ngoài rót nước cho thằng bé lúc mở cửa ra hơi giật mình bởi vì nhìn thấy vợ đang ngủ gục ngay trước cửa thành bước tới lay cô ta này cô dậy đi sao cô lại nằm ở đây cô ta lồm cồm ngồi dậy dụi mắt bất chợt ôm lấy chân của thành không có anh và con em không ngủ được đâu ít nhất ở đây em còn có cảm giác gần anh hơn một chút tự nhiên thành cảm thấy mùi lòng tim anh đau nhói từng cơn người phụ nữ này anh đã từng rất yêu thương yêu thương nhiều biết nhường nào người phụ nữ này khiến anh phải mất rất nhiều thời gian để theo đuổi cũng chính người phụ nữ này làm anh đau đau đến mức tan nát cả trái tim cô đi về phòng đi em em không muốn nhưng mà con khát nước tôi phải đi lấy nước cho con cô buông chân tôi ra cô ta buông chân của thành Thành bước đi, cô ta lập tức chạy vào trong phòng rồi ôm chầm lấy đứa con trai. Lúc Thành quay trở lại phòng thì thấy cô ta ôm con và đắp chăn kín mít, gọi cô ta dậy thì sợ con thức giấc, sang phòng khác ngủ lại lo lắng cho con, nên anh để cho cô ta ngủ trên giường, còn mình thì nằm dưới ghế sofa. Lại thêm một đêm dài nữa trôi qua. Sáng hôm sau Thành dậy thì nhìn thấy cô ta ở dưới bếp. Cô ta quay lại nhìn anh, mỉm cười dịu dàng. Anh dậy rồi à? Con đang còn ngủ có phải không? Ừ. Anh ăn sáng xong rồi hãy đi làm nhé. Phải hơn nửa năm trôi qua, cô ta không nấu bữa sáng, thậm chí là bữa trưa bữa tối. Cũng có lúc có, lúc không. Chỉ khi sắp mất đi thứ gì đó quan trọng nhất, họ mới giật mình muốn níu giữ. Lúc có thì làm. Gì nghĩ tới chuyện trân trọng chứ? Tôi không cần, tôi quen ăn bên ngoài đồ ăn này không còn hợp hậu vị với tôi cũng lâu lắm rồi em không thường xuyên nấu cho cả nhà con cũng quen luôn mùi vị cơm hàng có lúc con còn đi học em không hiểu tại sao em lại không nấu cơm em nói với con bây giờ bố đi làm kiếm được nhiều tiền mẹ không cần phải vất vả nấu nướng nên anh hiểu cho em nhé cô bỏ ngay cái suy nghĩ của cô đi tại vì cái suy nghĩ đó nên cái ngôi nhà này mới không còn là ngôi nhà kìa anh. Anh đừng nóng giận. Hôm qua em nói ra những điều không hay. Em xin lỗi. Em biết là em sai. Em biết là em không ra gì. Nhưng mà em vẫn là một người mẹ. Em không bao giờ làm tổn thương con mình. Nếu như anh không còn cần em nữa. Em xin anh cho em đưa theo con. Em sẽ chăm sóc thằng bé. Cô cứ ở đây. Con nó đang còn bé, nó cần cô mẹ. Chỉ cần sau này cô đừng làm gì quá giới hạn của mình. Như vậy tôi mới chấp nhận Anh... anh nói như vậy Là anh vẫn qua lại với người đàn bà đó sao? Tôi không qua lại với ai hết Hy vọng anh giữ lời Tôi không phải là cô Cô Giang à? Thành đi làm đồ ăn trên bếp cũng vì vậy mà nguội lạnh Nụ cười khi nãy hoàn toàn biến mất Giang ném cây mùi xuống dưới chảo, kêu thành tiếng lớn. Cô ta bắt đầu lấy điện thoại gọi cho bạn của mình, than thở đủ thứ trên đời. Tao nhớ cường mày à? Hừm. Mày bị chồng phát hiện rồi mà cứ cường cường. Này, khoai của nó to lắm à? Còn phải nói. Vậy thì mày đến với cường đi. Bây giờ thì không được. Chẳng phải mày nói anh ta đi làm rồi sao? Lại mang con đến trung tâm gửi, rồi đi một hai tiếng. Thôi thôi. Hay là mày tính tu? Tu là tu thế nào? Đợi qua bão, rồi tao tính tiếp. Trong cái vỏ bọc công ty môi giới bất động sản, thì còn là một kẻ cho vay tín chấp. Thực ra công việc ấy không xấu, chỉ là đôi lúc gặp một vài thành phần nhây bựa, phải dùng biện pháp mạnh một chút. Thành vẫn luôn nhắc nhở bản thân, mình phải sống tử tế nhất có thể. Đôi khi dòng đời đưa đầy anh phải bám vào một thứ gì đó để chống cự. Thứ mà anh bám víu chính là gia đình, là người phụ nữ đó và đứa con trai của anh. Thế mà bây giờ người khiến anh gục ngã lại chính là người anh từng coi như cuộc đời. Thật là đáng thương cho anh. Nếu như ai đó cười thẳng vào mặt anh, anh chẳng tức giận. Nó cũng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh nhắc nhở anh nhớ rằng người phụ nữ đó đã làm những gì sau lưng anh. Xin chào ông già. Một tên đàn ông mặt mũi bạm trọn bước vào, người xăm trồ kín mít, chỉ còn mỗi cái mặt. Cái điệu bộ bất cần của tên này khiến cho thành không mấy hài lòng tới đây làm gì <laughs> em tới đây bốc ít tiền anh xem thế nào bố trí cho em phát thành mở cuốn sổ dày cộp trên bàn nguyên khoản nợ của hắn phải viết tới mấy trang mấy hết không phải là hắn ta chưa trả đồng nào mà hắn ta cứ trả rồi lại mượn số tiền trả chỉ bằng một góc nhỏ số tiền mượn thôi mất công ghi chép lại tốn giấy mực mày có biết mày nợ tao bao nhiêu tiền rồi không em với anh nhiều quá làm sao mà em nhớ được có điều ngày mai sinh nhật con bồ của em em phải mua cho nó cái iphone đời mới phải tốn mấy chục triệu anh à mày đã bao giờ tổ chức sinh nhật cho vợ mày chưa ơ ừ, hay sao anh hỏi thế làm gì có tiền mà tổ chức cho mụ giải thì mai kia mày ốm đau mày nhớ đi tìm con bồ của mày những kẻ cặp bồ xứng đáng được xuống địa ngục hôm nay anh bị làm sao đấy tự nhiên lại nổi cơn điên hay là con vợ của anh nó cắm sừng anh câm mồm Ồ, được được coi như em chưa nói gì anh thông cảm nhá cái tính của em nó hơi tò mò thế lần này mày muốn vay bao nhiêu thì năm chục mua cái điện thoại với lại còn phải tổ chức sinh nhật cho nó tốn kém lắm anh ạ à? thành ghi thêm một khoản nợ vào trong sổ sau đó nói với hắn số tiền này nếu như trong vòng một tháng mày không trả được cộng với số nợ cũ miếng đất của bà già mày sẽ không cánh mà bay mày biết chứ thì trước sau gì bà ấy trả chia đất cho em em con một trong nhà mà anh để còn già đúng là báo đời này nhá nếu em không vậy làm sao mà anh kiếm chát được tiền chê à trước khi đưa tiền cho hắn thành làm giấy tờ vô cùng cẩn thận với những kẻ này không thể nào sơ xài được trong công ty có rất nhiều người, họ được thành thuê với những vị trí khác nhau, hoạt động như một công ty bất động sản bình thường. Riêng chuyện tiền nong cho vay chỉ có Thành và một người nữa quản lý. Người này chính là bản thân của anh nhiều năm. Mấy bữa này anh ta đi du lịch nước ngoài, Thành cũng chưa biết là khi nào cậu ấy sẽ trở về. Bởi vì cậu ấy làm việc vô cùng tùy hứng. Gấp cuốn sổ lại, tính ra phải tới mấy chục tỷ đang nằm trong cuốn sổ này. Đất cát xiết nợ sẽ được say chuyển luân hồi, cũng chẳng khác gì một loại hình thức rửa tiền. Thành ngồi suy tư nhìn ra ngoài, bỗng nhiên Thành nhớ tới ánh mắt của Vân, cũng nhìn ra phía cửa chăm chú, giống như anh lúc này. Hello, ông bạn già. Cánh cửa lại một lần nữa đột ngột mở ra, lần này là Dũng, anh ta bước vào với nụ cười toe toét, trên vai vẫn là cây ba lô to đùng. Bất ngờ không ông già, tưởng đâu một thời gian nữa mới về ôi chơi chán rồi thì phải về thôi này làm sao đấy nhìn mặt cứ như vừa mất một khoản tiền lớn hay là có đứa nào tự tử bùng nợ ông à thôi thôi bớt đùa bớt đùa ok thế nói lý do vì sao cái mặt của ông lại xị ra một đống đi nếu như một ngày nào đó người ông yêu thương nhất phản bội ông thì sao rồi xong rồi con vợ ông nó cắm sừng ông phải không Ừ, đấy biết ngay mà. Tôi bảo với ông rồi, không bao giờ có chuyện sai được. Ngay từ cái lúc nó thay đổi là tôi đoán có chuyện chẳng lành rồi. Đàn bà đang bình thường tự dưng trở nên lả lơi trưng diện. Thường xuyên kiếm cớ ra ngoài thì chỉ có đi cặp bồ thôi. Thế ông xử lý thằng kia thế nào? Chẳng thế nào. Tôi chả thèm động tôi nó. Ơ, ừ, như vậy mà để yên á. Ít nhất đi, ông phải vặt cho nó gãy phải chụp cái xương sườn chứ. Thế sau đó thì sao? Tôi đi tù, cô ta đi cùng với thằng khác. Con của tôi ai nuôi? À, thanh niên thượng tôn pháp luật đây rồi. Với vị trí của ông bây giờ trong thế giới ngầm thì một thằng oắt con có cái gì mà không xử được. Cho nó biến mất mãi mãi. Còn kịp ấy chứ. Tôi nói thật nhé. Chỉ vì một kẻ không đáng mà làm ra những chuyện đó. Mất giá trị của tôi. Vậy còn nó thì sao? ý tôi là con vợ của ông ý ông xử nó thế nào đang ở nhà cái gì cơ dũng đừng hét toáng lên như vậy sau khi nó cắm vào đầu ông một cái sừng dài cả mét mà ông để nó ở nhà ông á ông có bị điên không con của tôi còn bé tôi không muốn thằng bé phải chịu cảnh mồ côi cái loại mẹ như thế cần cái đéo gì ở chung với loại đàn bà như vậy ông nghĩ rằng con của ông có được cuộc sống tốt à thì ít ra đó là mẹ ruột của nó chắc chắn không đối xử tệ với nó sống như mẹ ghẻ dũng biết là thành đang nhắc tới chuyện gì có lẽ thành đang nhớ tới những năm tháng tuổi thơ của mình anh phải sống rất nhiều năm với mẹ ghẻ từng ấy năm chịu đựng khổ sở in sâu vào trong ký ức của anh không bao giờ anh có thể quên được dũng nghe xong thở dài ngao ngán không phải người nào cũng độc ác như bà ta bây giờ bà ta chết rồi ông cũng nên quên những chuyện cũ đi nhưng mà nói đi thì phải nói lại làm sao ông mà sống được khổ sở như vậy mà mẹ ruột của ông lại không về đón ông chứ bà ấy nói rằng do bà ấy quá nghèo vậy bây giờ ông còn liên lạc gì với bà ấy không tháng trước bà ấy gọi nói rằng sẽ đến thăm tôi thế ông có vui không <laughs> ông nghĩ tôi có vui không cũng phải nhỉ lúc cần nhất Bà ấy đâu có bên cạnh cậu Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ tôi Bà ấy coi như thế nào Thì tôi phải có trách nhiệm với bà ấy Nhưng nhá Vấn đề của chúng ta cần ấy Là không phải vấn đề mẹ ông Mà là vấn đề vợ ông Tôi cảm thấy để cô ta trong nhà Không phù hợp chút nào Tạm thời cứ như vậy Tôi không muốn con của tôi phải khổ Ai chả Muốn làm ông bố quốc dân đi à Ông Dũng này Ông về rồi thì thu xếp Đi đòi mấy khoản nợ cho tôi Dẫn mấy thằng em đi cùng Đâu đâu, khoản nào khoản nào Thành ném về phía Dũng một cuốn sổ màu hồng Ôi giời ơi Yêu màu hồng ghét sự giả dối à Bớt nói khủng nói điên đi Dũng lúc này mở cuốn sổ ra Mắt của anh va phải mấy dòng gạch đỏ chóe Cái gì thế này Nợ lâu không trả hả Có ý định không muốn trả nợ Xem nào Lời không phải là quá cao chỉ có 5% Với khoản nợ 1 tỷ Thì một tháng tính ra chỉ có 50 triệu Thằng này có phải là thằng to mồm Hồ to có thể bán mỹ phẩm kiếm đến 500 đến 1 tỷ một tháng không nhỉ? Ừ Vậy nặng lãi để làm tổng đại lý Đúng là dở hơi Ông đến gặp nó đi Nếu nó không có tiền Bảo nó chuẩn bị dọn nhà đi là vừa Bán nhà rồi còn dư một khoản kha khá Tiện hỏi nó xem có muốn đầu tư một lô đất không Chỗ chúng ta luôn có sẵn buồn bán mà mất cả nhà cả đất thế này chắc là ông bà già nó tự hào lắm chúng ta không có trách nhiệm phải quan tâm đến chuyện này làm ăn chứ không phải làm từ thiện cũng không ai kể dao vào cổ vào tay bắt nó đi vay nếu so với những chỗ khác thì khoản nợ ấy tính đến thời điểm này là cả cái nhà của hắn ấy chứ một nghìn cũng đừng hòng lấy về ok ok chuyện này tôi giải quyết trong vòng một phút ba mươi giây Nhìn Dũng có dáng vẻ bề ngoài rất tri thức, nếu nói về vẻ đẹp trai thì có khi còn hơn cả Thành vài phần, nhưng nét đàn ông lại không bằng. Nói chung mỗi người một vẻ, người nào cũng là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái. Chỉ có điều tất cả đều là vẻ bề ngoài, có đôi lúc họ vô cùng tàn nhẫn. Dũng ngồi thêm một chút sau đó rời đi. Chơi nhiều anh ta cũng chán rồi. Bây giờ phải bắt tay vào làm việc kiếm tiền thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Danh giới nghiệt ngã được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 1, được làm quen với cô gái Tiên Vân, một cô gái vô cùng là xinh đẹp, thông minh, nhưng lại đi làm cái nghề mạt hạn của xã hội. Bởi vì sao? Bởi vì nghèo. Mà nghèo thì vô cùng hèn hạ. Có một người bố ruột không thương mình, Suốt ngày đòi hỏi mình phải mang tiền gửi về Để chăm lo cho mẹ, cho đứa em bệnh tật Vậy thì cuộc sống của cô gái này Tiếp tục ra sao Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Tiếp tập 2 của câu chuyện này Để rồi xem liệu rằng Cầm Vân Có gặp lại anh chàng tiên thành hay không nhé Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn lắng nghe, ủng hộ Và luôn luôn uh, Theo dõi, uh, đề bạt Những ý kiến và những góp ý dành cho Tâm An Xin cảm ơn quý vị Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại